Chào em. Chào anh Thơ Quang với chào anh chị em trên diễn đàn. Hôm nay thời sự sớm phải không? Có nổ thoải mái phải không? Đúng rồi, nó thoải mái đi. Và còn mà tham gia diễn đàn này thì em coi cái clip của Nửa Vòng Trái Đất á, đã phân tích À. với phỏng vấn cái thay Đỗ Dũng. Mà cái Ok, thay Đỗ xin mời Dũng em. này là em ngày càng khoái nó rồi, Đúng khoái thay rồi. Đỗ Dũng này lắm rồi. Anh cũng có Dạ, xem mà sơ qua. Mà vô phỏng vấn á, là cái nội dung của nó là ghi cái gì là đại bàng vẫn tiếp tục ủng hộ Việt Nam đấy, nhưng mà vô cái câu hỏi đầu tiên á là hỏi về cái vụ cái clip của ngày hôm qua là nó live trực tiếp buổi sáng hôm qua đó, là về cái ngày 30 tháng 4 á, nên vui hay nên buồn. Mà cái tay Đỗ Dũng này á, cái cách nói chuyện của nó nói cái cuộc chiến Việt Nam ấy là cái cuộc chiến huynh đệ tương tàn Tương tàn. đấy, nó nói là, mà cái tay này là chuyên gia luôn, cách luôn cái lối nói chuyện của nó là nó có một cái đặc điểm ấy, là nó thay đổi bản chất của cuộc chiến của mình đó. Về cái ý đồ là nhằm xóa bỏ cái tính chất của cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta đó. Cái luận điệu này là cực kỳ xảo trá đó, xảo Có cái trá điểm này của nè thân, có cái điểm này nè thân, hắn ta luôn cái miệng bảo là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nhưng mà hắn ta lại không giải thích là tại sao có 58.000 cái hòm lính Mỹ ở Việt Nam, đúng không? Đúng không? Thì xin hỏi mọi người, cái vấn đề đó nó có, hắn ta khi hắn ta nói có như vậy nó có chuẩn xác chưa, nó có khách quan không, đúng không? Thì xin hỏi mọi người, nó giải thích thế nào về 58 cái hòm của nước Mỹ, không lẽ tự nó đu càng qua Việt Nam là ở hay sao, thì bởi vậy á, đúng không? cái tay này cũng cũng như những cái tay khác, tức là hồi nãy lúc mà ở bên Lam Sơn á là cũng nói em hỏi á, là 510 mấy cái mạng của Úc á, qua đất Việt Nam chết ở bên Việt Nam á, là lý do tại sao tự nhiên Úc nó bị lạc qua đó hay sao, với lại máy bay của Mỹ á, nó gió nó đẩy tới ra tới miền Bắc ném bom rớt bom ngoài đó hay sao đó, là như vậy. Và cái sự xảo trá của Đỗ Dũng á là nó chưa có dừng lại nhiêu đó đâu. Còn cái tiếp nữa của anh á, anh nói Việt Nam bây giờ tuy là độc lập nhưng mà không có quyết định được cái vận Đúng rồi. mệnh của quốc gia mình À, đấy, có anh có nói nghe. thế mới đẻo. Nó còn bị ảnh hưởng bởi các cái thế lực khác ở các cái nước lớn ở trong khu vực đó, nói chuyện hết sức là lao phết, và bằng những cái lời nói nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà mục đích nghe nghe chừng là vô thưởng vô phạt, nhưng cái mục đích đều chỉ vào cái sự gọi là bôi nhọ, làm hạ thấp uy tín của đảng và nhà nước ta. Lai Đồ Dũng là chuyên môn đá xéo vào cái sự lãnh đạo của đảng và những cái thành tựu của nhà nước, của đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đạt được của giải 88 nó đi đó. Là còn còn cái vụ mà muốn hòa hợp dân tộc á, là lão nói là có một cái lực lượng nào đó ở trong nước á, là không có thực sự muốn là hòa hợp dân tộc đấy, là mà thể hiện ở đây á, là Việt Nam chưa có tự do báo chí đấy. Mình nói chưa có tự do báo chí thì ở Việt Nam nếu mà tính đầu báo là không có dưới 100 đầu báo luôn, ra cái chỗ tại bán báo nhìn hoa cả mắt, không biết chọn tờ nào mà dám bảo là không có tự do báo chí. Em biết là báo chí kiểu gì luôn, kể cả trên Facebook mà cái lượng mà tự xưng nhà báo còn đông như quân nguyên nữa ở trên Facebook đó, mà kêu không có tự do báo chí, nói như vậy được nữa, biết dựa vào cái cơ nào mà cái lý lẽ để bảo vệ, mà cứ nói khơi khơi vậy đó, là cái nói của nó. Rồi là Việt Nam chưa có tự tin 100%, mà nó so sánh á, như Mỹ á, là muốn làm gì làm đó. Về mà trong khi nó không có biết cái quan điểm của Việt Nam á, trong cái phòng chống dịch á, là cái quan điểm của Việt Nam là bất cứ một cái vấn đề nào cũng vậy, là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng rồi. Và cái ý nghĩa của cái quan điểm mà phòng bệnh hơn chữa bệnh này á, là nó cực kỳ sâu sắc. Tại vì á, ở như thằng Mỹ, cái tay mà
cái tay mà Đỗ Dũng nói á, là anh muốn làm gì làm, muốn làm cái gì thì làm, thì khi anh muốn làm cái gì làm, anh làm sai thì cái hậu quả nó có rồi, cứ dựa vào pháp luật là xử lý thôi. Nhưng mà ở Việt Nam lãnh đạo lại không muốn như vậy, tại vì khi xử lý sự việc nó cũng đã rồi, ví dụ nếu nghiêm trọng thì tính mạng mạng người mất. Đúng rồi, mạng người đã mất rồi, mạng người đã mất rồi thì đương nhiên anh phải vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo pháp luật, là cái chuyện đó ở quốc gia nào cũng thế. Nhưng nếu mà như Đỗ Dũng nói như vậy thì so sánh về cái xã hội mình, muốn ngăn ngừa trước khi cái hành vi sai trái đó xảy ra thì cái hậu quả nó sẽ rất nhẹ, nó sẽ không có gì. Còn cái thằng Mỹ là cứ chết đi, rồi mà thằng có tội thì xử, còn nếu mà nó không có tội thì mày chết là đúng rồi đó. Như vậy thì đâu có coi mạng người ra cái gì đó. Một cái xã hội như vậy thì nó lại đi công kích, nó lại đi chê bai. Còn một cái xã hội á, là cứ để cứ cho xảy ra đi, muốn chuyện gì thì chuyện, xong rồi tao xử sau đó, hắn lại đi cổ suý, hắn lại ca ngợi lên là một cái xứ thiên đường, xứ tự do đó. Thiên đường như thế nào, tự do như thế nào mà mạng người không được đảm bảo đó, thì nó cổ suý cho cái sai trái nó cứ hoành hoành ở trong xã hội vậy. Khi nào bị phát hiện ra thì bị, còn không, nó không có bị phát hiện ra thì sẽ không có bị xử lý đấy. Nhưng là ngay trong cái lời nói của hắn lúc nào cũng mâu thuẫn hết, hàng trăm cái điểm yếu. Nhưng mà có cái hắn cũng là thể hiện là người khôn hơn, hắn nói bằng những cái lời nói cứ nghe tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng mà mục đích phải đá xéo. Nhưng khi nếu mà gặp một người nào đó mà phản biện lại với hắn á, thì hắn sẽ thua 100%, tại vì hắn nói ra nhưng mà bộc lộ tất cả những cái điểm yếu trong đó. Khi hắn nói Mỹ một câu và nói Việt Nam một câu mà mình đem so sánh cái tính ưu việt giữa hai cái, thì rõ ràng ở cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mình nó hơn hẳn ở bên Mỹ nhiều, vượt trội luôn. Thì đó, thì còn thì tiếp tục các cái điểm khác nữa là nói về cái sự kiện 30 tháng 4. Anh nói á, tới bây giờ là 46 năm, 4 năm nữa là 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo cách gọi của Bắc Việt á. Anh nói vậy là họ sẽ tổ chức lớn hơn nữa đó, mà trong khi họ nói họ muốn hòa hợp dân tộc mà họ cứ tổ chức như thế thì hỏi làm sao mà người ta chấp nhận. Thôi, nó cũng là cái luận điều đó nữa, tức là có người Việt Nam tổ chức cái ngày chiến thắng, ngày giải phóng thống nhất đất nước đó, là nhưng không có kể ra là ở cái anh A, anh B, anh C gì đó là ngày xưa nợ máu nhân dân bao nhiêu, giết bao nhiêu nhân dân Việt Nam và các cái tội phạm tàn bạo về mà tra tấn tù binh như thế nào đó, đừng không có nhắc tới những cái hận thù, mà chỉ là kỷ niệm để cho các thế hệ con cháu biết được là ông cha đã đổ bao nhiêu, là có bao nhiêu cái hy sinh thương máu để mà có giành được cái ngày độc lập như hôm nay. Nó chỉ mục đích như vậy thôi, nhưng mà hắn không công nhận. Còn cái đám mà ba que như Đỗ Dũng thì đó, chưa bao giờ chấp nhận một kẻ tay sai, nhưng mà khi nói thì đã bị người ta coi như quân cờ chứ không phải là tay sai. Thế ai khác nói không chấp nhận là bị người ta coi như quân cờ, nhưng mà nếu mà nói mày là tay sai thì nói không phải, tao không phải tay sai đâu. Đó, bởi vậy nó không có cái lập luận gì để nó bảo vệ nó, nhưng mà suốt ngày nó chỉ có chửi đảng và nhà nước ta thôi, nó chửi cả nhân dân mình luôn, nói chung là vậy, dân mình cũng chửi luôn. Rồi cái tiếp theo của Đỗ Dũng nữa, hắn nói là người Việt ở Lào, Campuchia về Việt Nam thì không cho về, nhưng mà cho chuyên gia của Trung Quốc, Bắc Hàn, Nhật Bản này kia chẳng hạn vào Việt Nam. Ai thấy nó nói chuyện láo toét không? Vâng vậy, nói chuyện vâng vậy. Thì đó, cách đây mười mấy năm rồi, hồi Libya này kia các nước có cái chiến tranh mà có công nhân, có người Việt Nam ở đó, là nhà nước đều tổ chức các cái chuyến bay để giải cứu công dân của mình về nước. Và cụ thể nhất những cái năm gần đây ở các cái nước tâm điểm dịch, Việt Nam đều tổ chức đưa về, Ấn Độ cũng đang tiến hành đưa về đó. Thế mà anh nói là ở Lào, Campuchia không vào, thì đương nhiên nhà nước kêu gọi là về nước để tránh dịch thì về theo cái đường chính ngạch, đúng rồi, về đăng ký đàng hoàng
và đăng ký đàng hoàng để nhà nước họ có cách họ quản lý họ thế này thế nào cho nó phòng ngừa dịch bệnh. Chứ nhà nước nào mà cấm công dân về đâu? Nhà nước chỉ cấm những trường hợp gọi là trốn tránh hoặc vượt biên thôi. Còn về vấn đề các chuyên gia nước ngoài thì họ đặt cái cơ quan họ làm việc ở đây, cái chuyên gia của họ qua, trước khi họ qua thì họ cũng bước qua một cái giai đoạn gọi là cách ly, mặc dù là họ đã có là xác nhận tại cái nước của họ, nhưng họ qua Việt Nam họ vẫn chấp hành của luật Việt Nam là họ vẫn phải chấp nhận cách ly, giống như kể cả công ty qua đây nè, các chuyên gia Nhật đúng không, họ qua đây anh là đó phải đưa vào cái khu cách ly ở Đài Nam đủ 14 ngày rồi mới được đi ra đi về đi làm việc tại công ty. Đúng, à? Đúng rồi. Còn vấn đề đây do có thể có sơ suất là những cái vấn đề gì sơ suất lại đây là đâu, ví dụ như là cái vụ cái biến chủng mới sau này mình chưa phát hiện ra là có những trường hợp là nó quá 14 ngày đi à, nhưng mà nó vẫn còn, cái chuyện đó là còn là ngoài ý muốn à. Còn mấy ông lại chụp vào cái câu chuyện này, mấy ông đi xuyên tạc, thì bởi vậy á, tại sao hôm nay lấy cái chủ đề đó, bản chất ba sọc đó là không sai chút nào. Nếu mà chúng ta tổng kết lại tất cả các câu chuyện luôn thì bảo đảm sẽ lòi ra được cái bản chất của họ nằm ở đâu đó. Anh xin mời thân chia sẻ tiếp ạ. Chỉ có xuyên tạc của bôi nhọ thì đó là anh thấy được về cái bản chất xỏ lá xuyên tạc của tụi nó là như đúng vậy rồi. còn tiếp tục nữa là về cái thành tích và chống dịch á. Anh kết luận bằng câu nó như thế này nè, đơn giản chỉ là như vậy. Tức là sau khi hắn phân tích các cái xong á, là tại sao lại thành công á, là ví dụ như là người dân ý thức được nè, người ta chấp hành theo cái người lãnh đạo ở đất nước đó nè, và người ta ý thức được, người ta mong muốn được như vậy nè để bảo vệ cái tính mạng của người ta, bảo kết luận lại là đơn giản chỉ như vậy. Anh thấy cực kỳ bố láo không? Lao toét, rất lao toét. Công sức của đảng, nhà nước và nhân dân, trong đó lực lượng bác sĩ, công an, quân đội, biên phòng, kể cả đủ thứ, nhân dân ở khu vực đó, đúng rồi, là dành hết bao nhiêu công sức, tâm sức vào trong đó mới gặt hái được những thành công. Mà chỉ kết luận bằng cái câu đơn giản chỉ như vậy là nó mục đích nó, à, cái việc đó nó rất là đơn giản thôi đó. Việt Nam làm như vậy cũng không có gì, chỉ có mấy lý do đó thôi Việt Nam mới được như vậy, chứ chả công lao của ai đâu. Là mục đích của hắn là hạ thấp uy tín của đảng, bác bỏ thành quả, bác bỏ cái thành quả đấy. Và cái phát biểu mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì nói là Thủ tướng lên án một số địa phương là lơ là đấy, một số địa phương lơ là. Và hắn nói như thế này, lơ là do kinh tế hay cái gì tôi không biết. Nói rất là đẻo không? Đó, do kinh tế hay là cái gì tôi không biết. Đó. Nhưng mà không biết thì không biết, thì mẹ đi không biết, còn do kinh tế hay là cái gì nữa. Anh thấy là nó đá xéo không? Đúng rồi. Đá xéo rõ ràng không? Thì rất là mất dạng. Cái mà phần lơ là thì anh em mình cũng đã phân tích rồi. Họ quá tin vào cái sự lãnh đạo của đảng và cách điều hành của nhà nước ta, của các cái bộ phận y tế, công an, chủ quan, quân đội, có phần chủ quan, họ có cái phần chủ quan. Còn này hắn lại chêm vô đó là do kinh tế, tức là những cái thành phần mà trốn thôi, trốn cách ly đó, trốn cách ly, tức là về cái địa phương A, về địa phương B, nhưng mà vẫn có những cái thành phần mà ham lợi á, là cho nó trốn ở đó đấy. Thì hắn lại, cách nói của hắn lại quy kết là do chính quyền đấy, rất đẻo. Mà cái thực tế ở đây nhân dân Việt Nam ai cũng biết rồi, chỉ có một vài cái cá nhân mà ham tiền thôi mới tiếp tay cho những cái bọn đó gây tổn hại tới lợi ích của nhà nước, của nhân dân. Đúng rồi. Đó, nhưng mà một vài cá nhân mà nó chả có liên quan gì tới chính quyền địa phương hết trơn á. Sao anh nghĩ vậy, đúng không? Chính xác. Mà nó vẫn cứ đổ thừa vào cho chính quyền. Đấy. Đổ dỗ là chúa đẻo mà. À, còn cái nữa là hắn nói là thành công trong cái chống phòng chống Covid á
là hắn nói như thế này nè, nguyên văn của nó là không chỉ bảo vệ sức khỏe của những người dân, quan trọng nhất là kinh tế. Đấy, hắn nói là không chỉ là bảo vệ người dân, nhưng mà cái quan trọng nhất là kinh tế. Đấy, thế mới đẻo. Lão Tết là cái chỗ như vậy. Việt Nam sẵn sàng hy sinh cái lợi ích về kinh tế, nhưng mà phải đảm bảo cái mạng sống của người dân. Còn ở đây hắn nói ngược lại á, là tức là cái thành công đó là không chỉ là bảo vệ sức khỏe thôi, mà cái quan trọng nhất là cái kinh tế. Là hắn phân tích là ở cái chỗ này, Việt Nam thành công trong cái kinh tế như vậy, trong cái bảo vệ Covid như vậy, tạo ra cái môi trường xã hội á, là thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nhưng mà hắn không đề cập tới cái chính trị ổn định nha. Đó, hắn không bao giờ mà nói tới chuyện mà chính trị Việt Nam ổn định hết trơn á, mà hắn chỉ nói là những cái liên quan tới cái Covid, tức là sẽ tạo ra một cái xã hội là có công ăn việc làm, người dân sẽ đi làm đều đặn hơn á, là có cơ hội đi làm để mà cho các nhà đầu tư là mở cơ sở kinh doanh đầu tư làm ăn. Đó là hắn nói như vậy. Là khi mà ở các nước Myanmar bên Trung Quốc á, thì các cơ sở của Nhật, Hàn rút quân về, và một số đại gia muốn đầu tư vào Myanmar, nhưng mà Myanmar giờ đầu toan như vậy thì họ sẽ quay qua Việt Nam, cho nên Việt Nam thu lợi sẽ rất lớn. Và anh đưa ra cái thống kê là trong cái quý 1 của năm 2021 này á, là Việt Nam đầu tư vào Việt Nam á, là 12 tỷ đô. Đấy, và trong đó nó công nghiệp sản xuất với công nghiệp nặng á, là 5,2 tỷ. Đó là hắn nói là, và chính vì do cái thành công như vậy á, cho nên là các nhà đầu tư mới vào đó mới làm ăn. Cho nên là Việt Nam cái việc mà bảo vệ cái gì đó là không quan trọng, mà quan trọng là kinh tế bây giờ là có cái nguồn thu như vậy đó. Đấy, là hắn hoàn toàn bỏ qua cái xác định ngay từ đầu của Đảng nhà nước là bỏ qua kinh tế, nhưng mà phải đảm bảo tính mạng người dân là trên hết. Đúng rồi ha. Tại vì ở đây đó, cái độ mà láo của cái tay vụ Đỗ Dũng này nè, mọi người cũng phải rõ ràng ngay từ đầu, đúng không ạ? Ngay từ đầu khi dịch bùng lên là chính quyền Việt Nam họ đã xác định, đúng không, thà chấp nhận hy sinh kinh tế để cứu người dân, đúng không? Và qua cái câu chuyện Covid, cái chuyện đó đã được người dân Việt Nam thừa nhận. Và không những thế mà các nước trên thế giới, và đặc biệt các tổ chức có uy tín trên thế giới, họ đã đều thừa nhận Việt Nam, và cái điều đó chính quyền Việt Nam đã đi đúng hướng trong cái công việc gọi là phòng chống dịch Covid, và luôn đưa người dân lên làm đầu. Chính vì vậy ở đây đã tạo ra cho những thành phần ba sọc này nó có sự cây cú, có sự cây cú. Và nếu mà họ mà bắt bỏ thẳng thì họ lại bị nó không đúng với thực tiễn, và bị người và bị dư luận, đúng không, và sẽ bị dư luận gọi là phản ứng ngay. Cho nên hắn ta đã cố tình, hắn ta lồng ghép một cách gọi là giống như thân nói, mặc dù nó rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ, rất là nhẹ nhàng, nó rất là êm đềm, nhưng mà có một ý nào đó là hắn ta cố tình muốn định hướng lèo lái dư luận về là cái gì, là để bác bỏ cái luận điểm ngay từ đầu của chính quyền Việt Nam là không phải là phòng chống dịch Covid, là vì dân đó. Thì cái độ đẻo nó nằm ở đây, thân công nhận không? Đó, tức là hắn ta muốn lái dư luận ơi xoáy về vấn đề bây giờ đây nè, là Việt Nam mà thật ra là chẳng hạn họ có ý đồ về kinh tế thôi, chứ họ chẳng có thương dân hay vì dân gì cả. Và anh cho rằng đây là cái độ mất dạy của cái đám ba sọc ở đây, rõ ràng đúng không ạ? Bởi vì ngay cái câu chuyện ngay từ đầu khi nhà nước là họ đưa ra họ cái tiêu chí đó, nói thẳng luôn, kể cả người dân chúng ta luôn, vào thời điểm đó cũng chưa chắc, mình cũng gọi là mình cũng cảm thấy mình chưa đủ vững tin nữa. Đúng không? Chưa đủ vững tin nữa, mặc dù là tiêu chí của nhà nước đưa ra là như vậy, nhưng mà chưa đủ vững tin nữa. Nhưng mà đã qua cái công suốt hơn gần 2 năm trời, cái chuyện nó xảy ra như thế nào, họ đã xử lý ra sao, và nó đã đạt được, thì chúng ta mới cảm thấy là chúng ta mạnh mẽ, chúng ta tin. Thì ngược lại, thời điểm này thì mấy thành phần ba sọc đó, mấy thành phần ba sọc ở bên đó, họ lại cố tình họ muốn gọi là phủ nhận, nó mất dạy chỗ đó, đó đó. Cái bản chất hỏi thì xin hỏi mọi người nha, đây thôi, quan chỉ xin hỏi mọi người thôi, ai đang cố tình không muốn đi đến câu chuyện gọi là hòa hợp dân tộc, rõ ràng không? Đó, mọi người cứ nhìn ra đi, và ai đang cố tình đang muốn chống phá cái câu chuyện này, chúng ta phải nên rõ ràng, nhìn từng phần từng một vào chúng ta sẽ thấy được. Đó,
Anh xin mời Thanh. Rồi, còn tới cái điểm mà tới cái đỉnh điểm của sự mà phủ nhận sạch trơn công lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được là ở cái câu này nữa nè. Đỗ Dũng nó nói cái ý là giống y như là Việt Nam mà chống dịch Covid nè, là để cho thế giới, mục đích là chỉ để cho thế giới thấy thôi, chứ không phải là vì bảo vệ tính mạng của người dân. Đó, 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 rồi, thằng ơi. Ví dụ, lần 1, lần 2 á, là đã thành công rồi. Nếu lần 3 mà toan thì nó kỳ lắm, mất hết uy tín với các nước khác, ra nước ngoài nói chuyện với người ta nói không được. Đấy, anh thấy cái câu nói của nó không? Nói ý nghĩa là cực kỳ lắm đấy, cái sâu xa của nó. Làm như chào chị Nam chống dịch đó là chống dịch vì các chào buổi tùng cho các nước khác nhìn vào thôi, và vì uy tín của bản thân thôi. Mà trong khi á, đã, nhà nước đã khẳng định là vì tất cả, vì tính mạng của nhân dân. Đúng rồi. Lại nói cái đó, thì anh thấy là cái rõ ràng cái bản chất xảo trá lưu manh của nó, láo phết của nó, của Đỗ Dũng. Mà em nghe em nói mấy cái khúc này em cay thiệt, cay luôn á. Rất là nhạy cảm mấy cái vấn đề này, mà nói chuyện kiểu cực kỳ láo phết, phủ nhận hết toàn bộ mà cái tính mà nhân văn, nhân bản của cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó. Nó hoàn toàn như vậy. Cả hắn đều đã lệch qua một hướng theo ý định của hắn. Đấy. Lái, cổ người muốn bẻ lái dư luận. Đó, thân thấy không? Phải vậy, ngay từ đầu Đảng, Nhà nước đã nói rồi. Là tất cả vì cái tính mạng của người dân, có thể hy sinh về cái lợi ích kinh tế bao nhiêu đó, sau này chúng ta sẽ làm lại. Đúng rồi. Nhưng tính mạng của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Đấy. Cái quan điểm rõ ràng ngay từ đầu, chưa có dịch luôn. Và họ đã, và thân cũng thấy không, và họ đã áp dụng một cách rất là xuyên suốt và triệt để, công nhận không ạ? À? Suốt qua quá trình gần 2 năm trời đó, nó bao nhiêu đợt mà dịch nó bùng lên, nó bùng xuống, nó phát lên, nó phát xuống, đúng chưa? Mọi nguồn lực và mọi câu chuyện họ đều vào vấn đề lo cho cái mạng sống người dân hết. Mỗi lần có dịch bùng lên, họ sẵn sàng là triển khai nhanh một cái là gì? Ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế ngay. Cái đó là cái bước đầu tiên. Đó, còn cái cửa biên giới là đó là mình chưa nói đó nha. Rồi, có một cái điểm nữa là hắn, cái ý nghĩa là nó hướng lái, là hắn nói là Mỹ rất là sợ Việt Nam toan nên giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều. Hắn nói, hắn thống kê ra 1,8 hay 1,5 tỷ đô la gì đó đỡ Việt Nam bằng các cái biện pháp á. Cái câu này á thì để em phân tích về cái mặt em phản biện nó đi trước đi, còn về cái ý muốn của hắn này em nói sau. Là Mỹ vì muốn về cho Việt Nam là vững mạnh để nhằm là đối đầu với Trung Quốc đó, là theo ý Đỗ Dũng là nó nói như vậy. Nhưng mà anh nghĩ đi, Mỹ giúp cho được Việt Nam đạt được cái thành công trong chống dịch đó, đó là có công lớn của Mỹ ở trong á, chứ không phải là người Việt Nam tự nhiên mà làm được. Ý Đỗ Dũng là vậy. Thì anh nghĩ lại nè, bây giờ trong khi dân Mỹ gần 600.000 người nhiễm, hơn 30, gần 600.000 người chết, hơn 30 triệu người nhiễm. Đúng rồi. Đấy. Mỹ có tài năng, có tiền đi giúp người khác được, tại sao người Mỹ không làm được? Đúng rồi. Không. Cái sự thiên đường của nó mà chết như vậy. Rồi bệnh dịch thì tràn lan, mấy chục triệu người nhiễm, chết gần 600.000 người. Cái mạng đó là cái gì? Nó con sâu cái kiến hay sao? Đúng không? Đó. Chết của bên Mỹ vì dịch bệnh, nó không bao giờ nhắc, nó không có mở miệng ra nói cái nào. Nhưng mà cái thành công của Việt Nam á, là đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia. Đó là như vậy. Còn cái mà kêu Mỹ giúp đỡ, và hắn khẳng định là Mỹ rất muốn Việt Nam vững mạnh và không muốn Việt Nam toang. Là hắn đang truyền bá cái tư tưởng là thân Mỹ, người Mỹ, làm cho cái người Việt Nam nghe và tưởng rằng bây giờ người Mỹ họ tốt rồi, họ đúng rồi, Việt Nam phát triển, có nền kinh tế phát triển, có chế độ chính trị ổn định, đó, người dân Việt Nam được sung sướng, giàu có lên. Đó, Mỹ nó giúp đỡ tận tình lắm, truyền bá cái tư tưởng thân Mỹ. Mà khi
người dân của Việt Nam có cái tư tưởng thanh Mỹ. Thì chúng tôi đây, chúng tôi là ai? Chúng tôi là Ba Que ngày xưa đây, là người Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Rồi chúng tôi sẽ giúp đỡ cho các anh đấy, tạo cái cơ hội để lôi kéo và chống phá đất nước, truyền bá cái tư tưởng mà nói rất là hợp lệ nha. Trong còn lại, nếu mà thực tế ra trong các cái mối quan hệ làm ăn đều có qua có lại hết, không ai cho, không ai cái gì hết trơn luôn. Đấy, Việt Nam mình nghèo khó, nhưng mà cái cơn bão Katrina ngày xưa đó, Việt Nam mình cũng ủng hộ tiền qua bên đó người ta, chứ đâu phải là không không đâu, nói miệng đâu, cũng ủng hộ tiền hẳn thôi. Bão Katrina năm 94 hay gì đó, là như vậy. Trong cái mối quan hệ qua lại thì cũng vậy, mình ủng hộ. Ví dụ như giờ mình ủng hộ Campuchia 800 cái máy thở và các cái khẩu trang này kia, các cái trang bị y tế rồi đó hay đó. Đúng rồi, quan hệ, có mối quan hệ giữa các nước. Nhưng mà ý anh muốn nói đây là muốn truyền bá cái tư tưởng là người Mỹ rất là thân thiện, người Mỹ họ rất là hào phóng, họ sẵn sàng giúp đỡ cho những ai mà gọi là bạn với họ. Đấy, nó muốn mục đích là muốn truyền bá cái tư tưởng là thân Mỹ. Đó, bài tàu hắn có nhắc tới cả Trung Quốc với Mỹ, nhưng mà hắn nói là về Trung Quốc thì hắn không biết. Đó, chứ còn Mỹ, riêng Mỹ là như vậy, thì Mỹ rất là muốn Việt Nam phát triển. Vậy nếu mà lập luận như hắn ta đó, thì có thể nói Việt Nam cũng giúp đỡ Mỹ lúc mà Mỹ mới bùng dịch vậy, đúng không? Đúng, cũng rồi, đã hỗ trợ cho Mỹ một mớ khẩu trang rồi đó. Đó, tại sao là hắn la lại không nói là đặt vấn đề là Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong cái giúp đỡ Mỹ, đúng chưa? Thì bởi đây đó, là dùng cái đó, cho nên là nhiều người dùng giống như Phạm Sơn nó dùng cái từ lưu manh chính trị là đúng hơn, với tay Lỗ Dũng này đúng là tay lưu manh thiệt chứ. Dạ, thì đó, những qua những cái điểm hồi giờ mà em chia sẻ đó là em thấy cái tay Lỗ Dũng này cực kỳ lưu manh, đúng rồi, lưu manh chính và hoàn toàn tính chất không sai tí nào luôn. Mà nghe anh nghe trực tiếp đi kìa, anh mới thấy cay, nghe nó nói mà anh nghĩ ra là cay lắm. Muốn nếu mà ngồi kế bên chắc đấm đi. Con câu thế này nè thân, đánh giá được sự nguy hiểm của dịch bệnh, Việt Nam đã sớm xây dựng các kịch bản và con người, cơ sở vật chất để đối phó với dịch bệnh, nhưng luôn đề cao tính mạng và sức khỏe của nhân dân, sẵn sàng hạ thấp chỉ tiêu phát triển kinh tế, chuyển trạng thái xã hội sang tình hình mới, thích nghi với tình hình, áp dụng các biện pháp quản lý xã hội hợp lý và linh hoạt. Thực tế, chúng ta đã thành công bảo vệ được nhân dân, giữ được ổn định xã hội và kinh tế. Có được thành quả tới thời điểm này chính là sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và hệ thống chính quyền các cấp, đặc biệt sự chấp hành và tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Cái câu này theo anh là hoàn toàn là chính xác trong cái gọi là suốt cái quá trình mà gọi là phòng chống dịch bệnh luôn á. Thì thân nghĩ thế nào? Đúng, em nghĩ là hoàn toàn chính xác. Vì như thế này nè, ngay từ cái đợt đầu là đã thành công đi rồi ha, nhưng mà Đảng nước mình á là không máy móc nhân quan. Đúng hai rồi. Lần thứ nhất và lần thứ hai là hoàn toàn khác nhau đó nha. Chính xác. Để ý không? Tức là mặc dù lần thứ nhất đã thành công rực rỡ rồi, nhưng mà khi lần thứ hai bùng phát á, là cách làm lại có những cái bước cải tiến nó phù hợp hơn. Đó, tức là chứng tỏ là Đảng và Nhà nước không bao giờ chủ quan, luôn tìm tòi làm sao cái biện pháp nào đó cho nó phù hợp nhất và giảm tối thiểu cái tổn thất nhất để mà áp dụng để mà bảo vệ tính mạng của người dân. À, như vậy. Ở lần đầu là chúng ta về cái biện pháp giãn cách xã hội là một cách khác, và cái lần thứ hai chúng ta rút kinh nghiệm lại thì chúng ta tiến hành giãn cách, tiến hành là truy vết và khoanh vùng dập dịch một cách hiệu quả nhất, nó giảm thiểu về cái thiệt hại kinh tế cũng như là các cái biện pháp khác, thì đó vừa bảo vệ tính mạng mà vừa là giảm thiểu các cái thiệt hại khác làm ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của người dân. Chú cầm chú ghẹo anh em mình cái điểm này là chú cầm bảo là ai biểu tụi bay nghe làm gì, nhưng mà cái vấn đề thế này chú cầm, chính vì tụi con nghe đó thì tụi con mới nhận ra được cái bản chất, cái lưu manh của những cái tay mà gọi là cơ hội chính trị này nó như thế nào, nó bẩn bựa ra sao, chú cầm biết không? Đó, anh em mới ngồi, mới có dịp ngồi phân tích mổ xẻ ra thì mới thấy được cái bản chất xấu xa của tụi nó. Chứ còn nếu mà không nghe thì mình đâu có biết đó, rất khổ vậy chú cầm.
mặc dù là biết rất là khó ưa, nhưng mà mình phải nghe, mình phải nghe để mình nhìn ra được cái bản chất của bọn họ nó như thế nào đó, để mình vạch ra để cho thế hệ sau hoặc là bạn bè, những đứa trẻ sau này á, lớp trẻ sau này họ nhìn thấy được đó, đúng không? Thân công nhận nhanh thì điểm đó không? Không phải anh em mình mà nghe để mua cái bậc, mà nói chung là có những người khác nghe và nói theo cái cách của những cái tên đó, cho nên là tụi con nó phải nghe đó chứ, chú Cầm, nghe để vạch mặt cái luận điệu xảo trá của mấy tay đó ra để cho người khác người ta hiểu, chú Cầm à. Rồi, ông ghẹo, ông ghẹo hai đêm mình mà. Em biết rồi, mà vợ em kêu chê em nói dở quá, kêu mai mốt đừng nói nữa kìa, nói tệ, nói không biết nói gì hết trơn. Rồi, cho em xuống đi, cho anh em khác lên chia sẻ. Cảm ơn Thân nha. Xin chào Thân. Chào anh em. Cảm ơn Thân.